Thời gian gần đây, đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình và xã hội, đặc biệt là trong mỗi dịp hè, khi tình trạng đuối nước đã cướp đi nhiều sinh mạng và tương lai của các em nhỏ. Do vậy, công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh đang được các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh hết sức quan tâm. Mặc dù mới vào những ngày đầu hè, nhưng hơn 100 học sinh trường tiểu học phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình đã được nhà trường đưa xuống trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh để luyện tập các kỹ năng bơi cần thiết. Xuất phát từ cái tình hình thực tế, đó là trong những năm gần đây thì cái tình trạng học sinh bị đuối nước do các cái sông hồ, kênh rạch trên các địa bàn dân cư nơi các em sinh sống, và cũng là thực hiện cái mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thì từ năm học 2017-2018 thì nhà trường tiểu học Ninh Khánh cũng đã phối hợp với trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học bơi năm học 2018-2019. Thì đến thời điểm này các em học sinh trong trường đã đăng ký là 130 em. Hiện tại thì chúng tôi đang chia làm 3 ca, phối hợp với bên trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình là đưa đón các em tại trường, đón tại trường và đưa xuống dưới bể bơi. Để phục vụ nhu cầu học bơi cho các em học sinh trong dịp hè năm nay, trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất. Thì trung tâm đã chuẩn bị mọi các cái điều kiện sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên đã được bố trí tập huấn, giảng dạy có kinh nghiệm để phối hợp với lại các trường trên địa bàn toàn tỉnh đưa các em từ các trường về đây để học tập bơi lội và phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em. Tại đây, các em sẽ được giáo viên hướng dẫn từng động tác nhỏ nhất trong quá trình học bơi. Trong cái quá trình các em đầu tiên các em tập luyện thì các em đang ra nước. Quá trình gian nước thì trong cái thời gian này tôi là một người giáo viên, tôi sẽ truyền thụ cho các em, thứ nhất là nín thở và thả nổi dưới nước, các em tránh sợ nước, sau đó là dạy được các kỹ thuật để các em thực hiện vào trong bơi để các em bơi được tốt hơn. Nhờ vậy các em đều rất tích cực và thích thú khi học bơi, nhiều em chỉ sau vài buổi đã có thể thực hiện thuần thục các động tác bơi. Cháu rất vui vì hôm nay được học bơi ở đây, thầy đã dạy cho cháu cách lặn để phòng tránh đuối nước. Cháu được biết những cách bơi, bơi sải, bơi ếch. Đến đây thì được các thầy cô giáo dạy cách thở nước, cách làm quen với nước và cách đạp chân, cách khua tay. Kỳ nghỉ hè của học sinh sắp bắt đầu và nỗi lo trẻ em đuối nước vẫn luôn thường trực. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng chống đuối nước cho học sinh thông qua những chương trình học như thế này là rất hữu ích. Qua đó góp phần cụ thể hóa mục tiêu có 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 60% huyện, thành phố triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em, mà chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.